chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho hai anh em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người đang xem clip này, một lời chúc thật nhiều sức khỏe nè, có thể là được nhiều bình an để mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha cả nhà. Thì như cả nhà đã biết thì những clip trước này mình có chia sẻ do chỉ thị 16 nên bây giờ chỉ có đi được hai người thôi, nên có hai anh em làm clip thôi cả nhà ơi. Hôm nay thì hai anh em mình đi đặt chúng nha cả nhà. Nay mình ra cái sau nhà đặt chúng sao không đặt cái mương lắp nha các bạn. Cái mương này là cái mương lắp thì có nhiều sậy với lại bã dưới đây nè. Dí cái mương này chắc cỡ 4-5 ống. Dí cái mương này chắc cỡ 4-5 ống. Mương lắp này chịu có bự không nha. Này chỉ đi được vòng vòng nhà thôi cái nhà ơi. Đây cách nhà với phim 15 mét. Ngon không? Ấm không đi. Hả? Ấm không? Dòng dọc dòng dòng cái khu vực mương lắp này anh em hầm lắp đặt 6 cái hay nhỉ. Cái nhà sáng ngày mai mình sẽ đi thăm ha. Đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cô dì, chú bác, anh chị em từ xa đã hỏi thăm hai anh em. Thì hai anh em mình cũng đang cố gắng để duy trì để cho mọi người có cái để giải trí, xem trong cái mùa này đỡ buồn ha. Sáng hai anh em ra thăm mấy cái chấm mà lưu trước đi cả nhà. Trong mưa hồi mình về mình thăm sao. Thế nào? Có. Ừ, con bự nha ơi. Đừng bự, đừng bự. Chà, con này cẩn trọng à. Ôi vui. Ngon, 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 ngon. Có nhiều cũng. Một em đầu tiên. Mở hàng đi ấm rồi đó.
hả? Đây nè, cái này để không nha, thử cái này như phim đặng không thử rồi. Lụm lụm nhé ơi, lụm 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 quá đã rồi, trời ơi hai ba con hả gì á, tử luôn rồi. Con kẹo cầm chút đi, nặng chịch luôn. Hai ba con gì phải không? Lụm lụm lụm, trời ơi cứu đói mùa dịch luôn. Ôi đi đâu kiếm như xa cả nhà, dòng nhỏ phiên lương nhóc luôn nè. Để đi. Này hai đem vô mánh rồi. Đủ ăn rồi đó Nhí ơi. Đúng không? Như vậy? Không biết nè. Bà cái dính thật cái ấm hàng. Con không hả? Ngoài kinh 4 cái dính được 2 cái thì anh em mình sẽ đi vô cái mương lấp rồi. Đi ra thăm mấy cái mương lấp ở ngoài kinh đó cả nhà, 4 cái dính được 2 cái. Không có. Thôi mưa người thấy ấm à, mưa người thấy ấm quá mà. Chắc vài bữa đặt ngoài kinh nhiều hơn quá. Đặt ngay ở cái sạc. Đó. 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 Thấy đó. Chưa? Có, con còn. Ừ. Ừ. Trọng rồi nhé ơi. Vô. Ấm no rồi. Ừ. Mương lắp này là phải có thôi. Rồi. Chút rồi biết phọc. Còn cái đúng không? Đúng rồi đây. Một lốc hả? Vô. Đây. Được 3 ống. Đây.
rồi. Ngon mày. Ngọt. Nè, yeah. Đó, hai con. Cái này của Phiên đặt phải không? Thấm bún luôn. Đúng rồi. Nó nãy bún ổn sọn à. Ngon lành cành đào. Vô luôn nha. Ôi ôi. Bún con. Quá im cả nhà ơi, nó vàng lên nè. Yeah. Làm gì ăn vậy? Yeah. Bữa nay này mình trúng bữa rồi. Rồi, để cho mình giặt trúng phụ nhĩ như vậy. Xong rồi anh em mình sẽ làm món ăn. Bữa sáng hả? Bữa sáng thì anh em mình đi đặt trúng được 4 lương rồi cả nhà. Thì anh em mình quyết định nấu lô bằng. Anh kèm với con súng. Mình bắt đầu làm nha cả nhà. Đây là cái hũ gia vị huyền thoại của anh hai anh em mình. Đó, có bạn đó, đáng lẽ anh em mình nấu ngoài trời, các bạn nó quay nhà quay phim cho các bạn xem. Hả? Ừ, bữa nay theo cầu của bạn quay nhà quay phim luôn ha. Đây là nhà phim nha các bạn. Nhà cấp 4 thôi, không có lầu không có gì hết nha. Không có lầu hả Nhi? À, quay mà ngoại cho mẹ Út coi nè. Ngoại ăn lương không? Không. Sao vậy? Không ăn. Đó giờ không ăn hả? Không. Ừ. Mà ngoại là cám dừa không ăn nè, lương không ăn, lịch không ăn nè. Ăn cám rau không? Hả? Bà ngoại năm nay 73 rồi không? Ừ. Nè, ông ngoại quay phim mất rồi nghe cả nhà. Đây là chỗ thờ của ông ngoại nè. Cái mình cao tuổi của bà ngoại thì cha mẹ với em gái với mẹ Út của quê Phiên á đi làm xa nha, ở bên nước Úc á, đường về nhà cũng xa lắm. Nói chung bà ngoại với nhớ mấy đứa em bệnh lắm nhưng mà chưa có về được, nhớ không? Chẳng nhớ mấy anh cụ tí không? Nhớ không? Vậy đó hả? Nhớ nhớ anh Quy không? Vậy hả? Nói ngoại nhớ tụi con quá. Năm à. Năm năm mà không có về cả nhà. Thật sự quý Phiên ở với bà ngoại với bà xã quý Phiên. Bà ngoại nhớ mấy đứa em lâu lâu khóc hoài. Nhớ tụi nó chưa? Hồi đẻ hai nhỏ tới giờ chưa hôn được miếng. Tại mẹ Út đẻ ở bệnh á, rồi chưa có dịch bệnh, chưa có về được. Bà ngoại chỉ thấy trên điện thoại thôi. Chứ chưa gặp mặt. Mà mấy nhỏ ngoan. Mấy nhỏ với con mà ngoại thương ai nhiều? Mấy nhỏ thương nhiều hơn. Tại vì nhỏ á mà. Phải không? Ừ. Nhỏ thương nhiều không? Ừ. Lớn thương ít hả? Ừ. Nhỏ phải thương nhiều rồi. Có muối nha. Gì? Không có muối nha. Từ từ bỏ hạt tiêm mình tự nhiên muối. Ừ, xíu muối nữa là xong rồi đó. Cho đây miếng ớt có mèo luôn. Miếng ớt. Dứt nhi ơi.
vô vô dọn ra anh em làm được rồi, ăn sáng được rồi đó. Vô lương vàng nín luôn, có hai con trước rồi đó, hai con trước ha. Tới luôn rồi, bữa nay trúng nha cả nhà, hôm qua anh em hơi thất, bữa nay trúng. Và con còn cá lóc hàng cá ấy nha. Cá lóc với cá ba kỳ. Đồ chấm của anh em mình hay sử dụng cho mấy cái món chua chua là muối ớt. Đây thì có quế bỏ cho nó thơm. Ngon dữ rồi nhỉ. Ngon á. Rất những con lươn mập ú ra kìa. Quá sang ngon. Hai chân xèo ở. Dạ. Rồi, cho quế vô. Quế vô. Mờ cái cam. Khấu. Tía ơi rồi. Cái này nhớ tía quá vậy nè. Nhớ tía hả? Nhớ anh chồng. Mình cũng cố gắng 12 ngày nữa mấy anh em mình mới hội ngộ được nha cả nhà. Tại vì chỉ thị là mình phải chấp hành nghiêm, ở đâu cũng vậy, không phải riêng anh em mình cũng vậy chứ, ở trên Sài Gòn người ta còn còn khó hơn mình ở đây nhiều gấp nhiều lần. Có bạn nói là ở trên Sài Gòn từ túng lắm. Là đưa chén đi miếng. Rồi rồi, gấp chưa, gấp chưa. Lương này cả nhà. Đó. Mì chấm muối ớt ha. Lần này mướn camera mới nha cả nhà. Và cái nhà ăn lương nấu lẩu bằng với hai anh em nha. Mời cả nhà ăn lương nấu lẩu bằng với anh em tụi mình. Ngọt dữ vậy. Sao? Quá ngon cái này. Quên mời tía, vô tía ơi. Vô cút lương anh Trầm ơi. Quá trời ngon rồi. Cái này mà đi lại được mình gửi cho mấy ông. Bớt. Có bạn hỏi là tại sao anh không đưa anh Trầm với anh Trầm quay phim thêm. Tại vì anh không biết quay nữa nè. Mẹ con cái máy quay à. Cho nên là anh em mình làm ở đây đỡ 14 ngày. Xong xuôi hết 14 ngày nên mình sẽ về tránh hội ngộ lại. Hội ngộ với anh em. Bần thì chậm mê lắm, năm bần mà được chơi là năm bần buổi sáng ngon lành liền ha. Cái này trúng trúng quá thật quá, ngồi vòng nhà phim luôn nhiều nhé. Này mình đặt 18 cái chắc không nữa. Anh đặt có 10 cái à? Ừ. Bữa phim dưới dưới làm clip tất cả mọi người xem á thì được ưu tiên 10 cái. Mình chậm với chậm thì 8 cái. 8 cái. Cảm ơn mọi người trong những ngày qua đã ủng hộ động viên để hai anh em tiếp tục đi làm nha mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Không ngờ cái kinh ấy nhiều ha. Ừ. Nào mình đi lại thoải mái. Ủa hà hai lần đầu đi xuống. Đem hết xuống đặt ha. Ừ.
Ờ, ai nấu vậy làm chút dành nóng nha. À, làm đi, làm đi, làm đi. À, làm gì không vậy? Để có khúc lương hôm nay nè. Khúc lương nãy giờ không hết. Không có. Không, khúc mới. Ăn đi. Nước lỏng không nè. Biết lâu mới được cảm giác như vậy nha. Ừ. Luôn thoải mái như vậy. Bông súng nhỏ nhỏ rồi giòn, giòn hơn cọng bự, bự nó bị dai, nó không ngọt bằng. Cọng nhỏ thứ nhà anh chồng á. Thứ cọng này á. Qua đi cầm với cọng coi mấy cái út cái nè. Vì quýnh lưới à. Để cái kia gậu ở trên đó rồi anh em mình không có lên nó lấy được cái này một lần mới vào luôn tranh thủ để làm nếu mà được đó nha mình thêm cũng không hứa nha các bạn nếu mà được thì anh em mình sẽ tranh thủ xuống xuống xuồng một chiến hai chiến đi nhánh thành nước quá trời cái trước đi là dưới sông không cho mình lên bờ lại cũng nhớ lương này mình nào xào cái ớt làm rồi nè ôm làm rồi nè cộng mắm rồi vậy có lỗ bằng chưa nào lần đầu tiên không ta cũng nhớ rồi hả dớt đi cái đuôi đi để chén vô cảm ơn tới luôn hả tới luôn mới 2 ngày thấy dậy ghê hôm nay ngày thứ 3 mà chưa có gì nữa mới sáng à ừ. Đó là những người đi tới lui quen nữa nha giờ ở nhà thấy rồi bó vậy chứ còn đỡ nữa thì còn mấy anh chị thì nó không đi ra đường nữa. Không đi ra đường được thì nó bỏ thân mình nữa thì bỏ thân mình nữa đuôi phải không? Vỗ đầu đi. Đúng không? Em hết con nữa nha. Đóng rồi nhỏ nhỏ rồi, anh em ăn vừa rồi. Ừ, miếng cái bự. Chỗ bạn tình hình ổn không? Chỗ anh em mình ổn ổn rồi nha các bạn. Bây giờ ở dưới xã Đại Ân của huyện Cù Lao Dung thì cũng có mấy ca dương tính nhưng mà bây giờ thì không có nghe ca mắc mới nữa. Cù Lao Dung chắc là ổn rồi. Thông tin cho bạn nào ở Cù Lao mà chưa có về được á. Cũng là như là không nghe ca mới đúng không nhỉ? Đúng. Ở dưới xã Đại Ân thì bị, còn ở trên mình xã An Bình 1 thì chưa có bị nha. Luôn bị nước rẻ luôn. Ngon không? Ngon. Rẻ hơn nguyên nhỏ. Anh nói là nguyên xúc sắc hơn. Ừ. Ngon quá. Sáng ăn đổ mồ hôi. Ừ. Quá là ngon. Thôi anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Thân chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn để mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.